bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị khán giả. Ngày hôm nay huấn luyện viên Akira Iziri đã có tới 7 sự thay đổi người so với đội hình xuất phát trong trận đấu ra quân của U20 Việt Nam. Chỉ có 4 cầu thủ được giữ lại trong đội hình ra sân, đó là tiền vệ Vũ Thị Hoa. Hai sự lựa chọn trên hàng công của huấn luyện viên Akira Iziri không có gì thay đổi so với ở trận đấu gặp U20 Indonesia. Tuy nhiên ở trận đấu đó thì cả Minh Chuyên và Tạ Thị Thủy đều chưa có bàn thắng cho riêng mình. Và ngày hôm nay sẽ là cơ hội để hai cầu thủ tấn công cao nhất của chúng ta có cơ ghi bàn. Minh Chuyên! Một pha tận dụng sai lầm của đối phương và bàn thắng đầu tiên đến với đội tuyển U20 Việt Nam ở phút thứ 2 của trận đấu. Chúng tôi vừa nói tới Minh Chuyên và Tạ Thị Thủy. Tiền đạo số 10 đã có bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Minh Chuyên là một cầu thủ có tốc độ, có sự lắt léo và sức dướn rất tốt. Những sai lầm như vậy thì gần như là Minh Chuyên không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Sai lầm của đội trưởng bên phía U20 Singapore đó là City Edwan. Minh Chuyên là chân sút hàng đầu của câu lạc bộ Thái Nguyên TVT ở giải vô địch quốc gia. Ở tuổi 19 thì Minh Chuyên đã có được những thành tích rất ấn tượng cho cá nhân của mình. Năm ngoái khi đội tuyển U18 Việt Nam giành ngôi Á quân tại giải U18 Đông Nam Á thì Minh Chuyên là cầu thủ giành danh hiệu ghi nhiều bàn thắng nhất với thành tích là 6 bàn. Người ném biên đó là Mai Hương. Ngày hôm nay Mai Hương là một trong 7 sự thay đổi người huấn luyện viên Akira Iziri. Bóng vẫn trong cuộc. Hồng Trâm, Tạ Thị Thủy, Lý Linh Trang. Đường chuyền dài của Linh Trang cho tiền vệ Cẩm Ly. Ngày hôm nay Cẩm Ly là cầu thủ sẽ thi đấu dạt cánh trái của U20 Việt Nam. Vẫn là các cầu thủ áo trắng. Cẩm Ly hơi mạnh. Đường chuyền của Ánh Mỹ cho Cẩm Ly. Cú sút. Ngay sau đó tiếp tục là một tình huống dứt điểm của Ánh Mỹ. Thủ thành Nu Izarida của U20 Singapore đã phải vào lưới nhận bóng tới 7 lần ở trận đấu ra quân của mình trước U20 Ấn Độ. Vũ Thị Hoa, Minh Chuyên. Rất chống chải, đánh đầu vào. Bàn thắng được tính cho tiền đạo Tạ Thị Thủy của đội tuyển U20 Việt Nam. Như vậy là bộ đôi tiền đạo của chúng ta đều đã có bàn thắng cho riêng mình. Tình huống chọn vị trí và đánh đầu chính xác của Tạ Thị Thủy. Tạ Thị Thủy là cầu thủ sinh năm 2004 và đang thuộc biên chế của phòng thủ Hà Nam. Bóng đã bay ở vào rất sâu so với vạch khung thành của U20 Singapore. Chắc chắn là bóng đã đi vào lưới. 2-0 cho U20 Việt Nam. Và bộ đôi tiền đạo của chúng ta đều đã ghi bàn. Vẫn là U20 Việt Nam. Coi. Cầu thủ U20 Singapore là những cầu thủ không có lợi thế về mặt kỹ thuật. Thế nên nếu như đội tuyển U20 Việt Nam tạo ra được những tình huống ban bật phối hợp nhỏ và tận dụng được những sai lầm của đối phương thì chúng ta hoàn toàn có nhiều cơ hội để tạo ra những bàn thắng. Những sai lầm bên phía hàng phòng ngự của U20 Singapore đã được thể hiện một cách rất rõ ràng ở trận đấu của họ. Nhưng ngày hôm nay có vẻ như là ít nhiều họ cũng đã rút ra được những bài học kinh nghiệm. Trong khu vực Đông Nam Á thì Singapore không phải là quốc gia mạnh ở môn bóng đá nữ. Nền bóng đá nữ của họ vẫn đang trong quá trình bắt đầu xây dựng. Và chính vì thế nên họ cũng chưa có được những thành tích. Cơ hội cho U20 Việt Nam. Vẫn còn.
tài đã cắt còi. Đó là tình huống tham gia tấn công của tiền vệ Lý Linh Trang. Nếu xét về bóng đá nữ trong khu vực thì Việt Nam và Thái Lan cùng với Myanmar vẫn là ba nền bóng đá phát triển nhất. Những thành tích của các quốc gia này, trong đó có Việt Nam, đã được thể hiện ở các giải đấu khu vực, đặc biệt là SEA Games. Và cho tới lúc này chúng ta vẫn đang là đội bóng giàu thành tích nhất ở khu vực Đông Nam Á. Chúng ta đã có được tấm huy chương vàng thứ 7 ở SEA Games 31 vừa qua trên sân nhà, và vượt qua Thái Lan để là đội bóng đang có được bảng thành tích ấn tượng nhất của bóng đá khu vực. Năm nay thì trong khu vực Đông Nam Á, hai đội tuyển giành quyền tới World Cup đó là Philippines và Việt Nam. Trong đó thì Philippines đã vào tới bán kết của giải Asian Cup 2022 và giành một tấm vé trực tiếp. Trong khi đó thì chúng ta đã vượt qua vòng playoff để đến với World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Và ngày mai đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập trung để bắt đầu những giải đấu quan trọng chuẩn bị cho hành trình lịch sử đó. Tạ Thị Thủy đã di chuyển rất hay. Tạ Thị Thủy, như vậy là đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội tuyển U20 Việt Nam. Lợi thế về thể hình và sải chân dài đã giúp cho Tạ Thị Thủy có được điểm chạm bóng trước khi thủ thành của đối phương có thể tiếp cận được trái bóng vừa rồi. Một kết quả rất đúng với những gì đã diễn ra trên sân cho tới lúc này. Và sẽ cùng theo dõi lại một đường chuyền rất hay của Vũ Thị Hòa dành cho Tạ Thị Thủy. Đường chuyền xé toang hàng phòng ngự bên phía U20 Singapore, và một điểm chạm rất tinh tế đã giúp cho Tạ Thị Thủy ghi dấu ấn với cú đúp cho tới lúc này. Cầu thủ có thể hình tốt, chiều cao tốt. Ở tuổi 19 thì Tạ Thị Thủy vẫn đang cho thấy sự tiến bộ và tiềm năng của mình. Ba bàn thắng đến sau 15 phút đầu của hiệp 1. Chúng ta đang có được một thế trận rất thuận lợi. Hồng Trâm, Như Quỳnh, Vũ Thị Hoa. Không phải, đó là đường chuyền của Lý Linh Trang dành cho Tạ Thị Thủy. Vẫn là U20 Việt Nam. Khá nguy hiểm. Việt vị rồi, rất đáng tiếc. Lỗi việt vị của Minh Chuyên. Minh Chuyên là cầu thủ của Thái Nguyên T&T, nhưng quê của cầu thủ này là ở Tuyên Quang. Một trong những cầu thủ rất sáng giá của đội bóng Thái Nguyên T&T. Và ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia lần này thì lần đầu tiên Ngọc Minh Chuyên cũng đã được huấn luyện viên Mai Đức Chung triệu tập lên. Đó là một vinh dự rất lớn cho cầu thủ trẻ 19 tuổi. Sau khi trở về từ giải vòng loại U20 châu Á thì Minh Chuyên sẽ tập trung đội tuyển. Vẫn là U20 Việt Nam. Dứt điểm. Không được. Người thực hiện quả đá phạt góc đó là Hải Yến. Còn theo những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thì hai cầu thủ được gọi lên đội tuyển ở tập trung lần này của Thái Nguyên T&T không có Minh Chuyên, mà đó là Mỹ Anh và Thùy Trang. Hải Yến là một trong bốn cầu thủ
được huấn luyện viên Akira giữ lại ở đội hình xuất phát của U20 Việt Nam. U20 Singapore lùi về rất sâu, chỉ cắm duy nhất tiền đạo mang số 13 Josephine ở bên phần sân đối phương. Chính vì thế nên họ cũng không có người trong những đợt phản công. Tạ Thế Thủy, Hồng Trâm, Anh Mỹ, Tạ Thế Thủy, Hải Yến. Phút thứ 25 của trận đấu và tỷ số đang là 3-0 dành cho U20 Việt Nam. Chúng ta đã vượt lên dẫn trước với một cú đúp của Tạ Thế Thủy và bàn còn lại được ghi do công bởi Minh Chuyên. Vẫn là U20 Việt Nam. Đó là nỗ lực đưa bóng vào trong của Vũ Thị Hoa. Vũ Thị Hoa là một trong những tiền vệ chơi rất nổi bật của U20 Việt Nam ở giải đấu năm nay và đặc biệt là ở giải U18 Đông Nam Á năm ngoái. Cầu thủ này chính là đội trưởng của U16 Phong Phú Hà Nam ở sân chơi U16 vô địch quốc gia 2022 và giúp đội bóng này giành chức vô địch. Năm nay thì U16 Phong Phú Hà Nam vẫn tiếp tục duy trì được thành tích của mình với một lứa cầu thủ trẻ cực kỳ tiềm năng. Sắp tới thì họ cũng đóng góp 6 cầu thủ cho đội tuyển U17 quốc gia. Tôi vượt qua thủ môn rồi. Bàn thắng thứ tư dành cho U20 Việt Nam. Có lẽ là cú đúp của Ngọc Minh Truyền. Ngọc Minh Truyền đã tận dụng sở trường của mình, đó là sự nhanh nhẹn, tốc độ để vượt qua cả thủ môn của đối phương. Và ghi bàn thắng thứ tư dành cho U20 Việt Nam. Mình chuyển rất nhanh nhẹn, một nhịp chạm bóng để loại bỏ thủ môn đối phương. Cầu thủ mang số 5 bên phía U20 Singapore, Elisa đã không thể theo kèm đối với Minh Chuyền. Nỗ lực của đội trưởng City là không đủ, thì bóng đã bay qua vạch vôi. 4-0 dành cho U20 Việt Nam với hai cú đúp của mỗi tiền đạo bên phía U20 Việt Nam. Chúng ta vẫn đang tận dụng rất tốt khoảng trống giữa các vị trí nơi hàng hậu vệ của U20 Singapore. Cánh phải khá thoáng, khá hay. Vũ Thị Hoa, Linh Trang, Minh Chuyên, đường truyền cho Hải Yến, rất tốt. Tạ Thế Thủy, lần này thì thủ thành Nu Izairida đã bắt dính bóng. Cho tới lúc này thì Izairida đã phải vào lưới nhận bóng tới 11 lần. Singapore thì coi đội bóng yếu nhất của bảng. Đó là những gì mà chúng ta có thể nhận định sau màn trình diễn của họ ở những trận đấu đã qua. Ngày hôm nay Singapore chơi với một đội hình thấp để tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự. Nhưng họ cũng không thể chịu đựng được áp lực rất lớn từ cao thủ tấn công của chúng ta và đã để thua tới 4 bàn thì sau khi hiệp 1 qua đi được hơn một nửa thời gian. Tạ Thị Thủy đang giúp cho cầu thủ đội bạn. Đó là Josephine, tiền đạo duy nhất của U20 Singapore. Một hành động rất fair play của tiền đạo bên phía U20 Việt Nam. Trên khán đài ngày hôm nay đang có ngày một đông hơn các khán giả vào sân để cổ vũ cho các cô gái của chúng ta. Trên màn hình của quý vị là huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên Lương Văn Chuyên.
một trong các trợ lý của ông Akira Iziri ở đợt tập trung lần này của đội tuyển U20 Việt Nam. Huấn luyện viên Lương Văn Chuyên đang là huấn luyện viên của câu lạc bộ nữ Sơn La. Bên cạnh huấn luyện viên Lương Văn Chuyên thì đội ngũ trợ lý của U20 Việt Nam còn có các trợ lý như là huấn luyện viên Cao Chí Thành của câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam, huấn luyện viên Đỗ Thị Mỹ Oanh của câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và huấn luyện viên Bùi Thị Như của đội dự tuyển Việt Nam, dự tuyển U14 Việt Nam. Những tiếng cổ vũ Việt Nam đang vang lên không ngớt tại sân vận động Việt Trì. Cú sút. Bóng không vượt qua được các thủ phòng ngự của U20 Singapore. Rồi, cầm ly. Rất đơn giản. Nhưng bàn thắng không được công nhận cho U20 Việt Nam. Lỗi Việt vị. Vẻ mặt rất tiếc nuối của tiền vệ Cẩm Ly. Cẩm Ly đã có ít nhất 2 cơ hội để có thể ghi tên mình lên bảng tỷ số. Chúng ta sẽ theo dõi lại tình huống này. Đúng là Cẩm Ly đã ở dưới hàng phòng ngự của U20 Singapore. Sẽ có 1 phút bù giờ cho khoảng thời gian thi đấu của hiệp 1. Chúng ta nếu như chắc chiêu hơn những cơ hội của mình thì có lẽ còn có nhiều hơn là 4 bàn thắng. Cơ hội cho U20 Việt Nam. Một cầu thủ của chúng ta đã ngã nhưng không có tiếng còi. Đó là nỗ lực tranh chấp của Ngọc Minh Chuyên. Rõ ràng là những gì mà U20 Singapore thể hiện không thể khiến cho ban huấn luyện của đội bóng này cảm thấy hài lòng. Đó cũng là tình huọng cuối cùng của hiệp 1. Trọng tài chính Veronica người Kyrgyzstan đã nổi còi kết thúc 45 phút đầu tiên của trận đấu. Hai đội rời sân với tỷ số nghiêng về U20 Việt Nam 4-0 với một cú đúp dành cho mỗi tiền đạo Tạ Thị Thủy và Ngọc Minh Chuyên. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong khoảng hơn 10 phút trước khi đến với hiệp 2 của trận đấu. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và trước mắt chúng ta sẽ là hiệp 2 trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Singapore. Như vậy là trong những phút đầu hiệp 2 thì huấn luyện viên Akira đã quyết định có 3 sự thay đổi người dành cho đội tuyển U20 Việt Nam. 3 cầu thủ trụ cột đó là Bảo Trâm đã vào sân để thay cho Ánh Mỹ. Nhật Lan cũng đã được đưa vào sân để thay cho Lý Linh Trang. Và Lưu Hoàng Vân cũng đã góp mặt ở trên sân. Như vậy là 3 sự thay đổi người để mang tới những khởi sắc về mặt tấn công cho đội tuyển U20 Việt Nam. Trong hiệp 1 thì chúng ta đã có được 4 bàn thắng với một cú đúp của Tạ Thị Thủy và một cú đúp của Ngọc Minh Chuyên, nhưng rõ ràng là những cơ hội bị bỏ lỡ đã khiến cho huấn luyện viên Akira chưa thể hài lòng với những gì mà các học trò thể hiện. Hoàng Vân không việt vị, tốc độ rất nhanh Hoàng Vân. Rất tiếc là bóng đã đi hết đường biên ngang. Sau khi vào sân thì Hoàng Vân đã để lại dấu ấn đầu tiên. Một cầu thủ có tốc độ và khả năng xử lý bóng quyết đoán. Người đã ghi bàn thắng đầu tiên cho U20 Việt Nam ở giải đấu năm nay. Đó là tình huống chớp thời cơ của Lưu Hoàng Vân trong trận đấu với U20 Indonesia. Vũ Thị Hoa chuyền cho Tạ Thị Thủy băng vào.
không phải người bằng vào là Ngọc Minh Chuyên. Với những sự thay đổi vừa rồi thì huấn luyện viên Akira đang cho thấy quyết tâm cao tìm kiếm thêm bàn thắng dành cho U20 Việt Nam. Chúng ta cần phải có được một lợi thế về mặt hiệu số trước khi bước vào trận đấu cuối cùng với U20 Ấn Độ. Khá tốt, vẫn là U20 Việt Nam. Cú sút của Hải Yến tuyệt vời. Wow. Một đường cong tuyệt đẹp mà Hải Yến đã vẽ ra ở phút thứ 47 của trận đấu. Chúng ta phải một lần nữa chiêm ngưỡng hai bàn thắng này của Hải Yến. Một cú sút từ ngoài khu vực 16m50 rất đẹp mắt. Huấn luyện viên Akira có vẻ rất hài lòng với quyết định vừa rồi của học trò. Hãy cùng xem lại tình huống mà Hải Yến đã có một cú dứt điểm bằng chân trái tuyệt đẹp. Một pha xử lý đầy kỹ thuật của cầu thủ mà áo số 20. Huống đỡ bóng một nhịp bằng chân phải và sút bóng bằng chân trái tuyệt vời. Cách biệt đã được nới rộng thêm cho U20 Việt Nam ở phút đầu tiên của hiệp 2. Chúng ta cần phải chắc chiêu hơn nữa những cơ hội của mình. Một cơ hội thực sự dành cho U20 Việt Nam. Với một góc sút thuận lợi như vậy, Nhật Lan. Bóng đi hơi cao một chút thôi sau khung thành của Nui Zairida. Chúng tôi đã nhắc tới khả năng sút phạt của Nhật Lan, một cầu thủ coi là chuyên gia sút phạt mới của bóng đá nữ Việt Nam. Hải Yến, người đã vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp mang tới bàn thắng thứ 5 cho U20 Việt Nam ở trận này. Nhật Lan là người thực hiện quả đá phạt góc bên phía cánh trái cho U20 Việt Nam. Tình huống sút phạt góc không tốt. Sau khi để thua đậm ở trận đấu đầu tiên thì U20 Singapore cũng đã rút ra được những bài học kinh nghiệm. Lỗi rồi! Penalty dành cho U20 Việt Nam. Cầu thủ của Singapore đó là hậu vệ Ariasa đã không còn cách nào khác ngoài việc phải phạm lỗi với cầu thủ của chúng ta. Và đứng trước bóng lúc này là Trần Nhật Lan. Chúng ta sẽ theo dõi lại tình huống. Đi bóng vẫn là Ngọc Minh Truyền. Sức dướn của Ngọc Minh Truyền đã khiến cho đối phương buộc phải phạm lỗi. Nhật Lan và cơ hội có được bàn thắng đầu tiên ở giải đấu năm nay. Và giúp cho U20 Việt Nam nâng tỷ số lên 6-0. Nhật Lan và Nu Izairida. Chuyên gia sút phạt đứng trước một quả phạt đền. 6-0 dành cho U20 Việt Nam. Dấu ấn đầu tiên của Nhật Lan ở trận đấu ngày hôm nay. Thủ của Việt Nam ghi bàn đêm đó sẽ đến Trần Nhật Lan. Thủ của số 7 Trần Nhật Lan ghi bàn thắng cho tuyển Việt Nam. Substitution for Singapore team. Phút thứ 54 của trận đấu và tỷ số đã được nâng lên 6-0 cho đội tuyển U20 Việt Nam. Ngay sau đó thì U20 Singapore đã có một sự thay đổi người nữa. Hoàng Vân, Minh Chuyên. Bóng đã đi hết đường biên ngang.
những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Akira đã mang lại hiệu quả. Cú sút rất quyết đoán của Trần Nhật Lan vào góc phải khung thành. Thủ thành Nui Azarida đã đoán được hướng đi của trái bóng nhưng không thể cản phá. Bàn thắng thứ 7 dành cho U20 Việt Nam. Dường như đó là hat-trick dành cho tiền đạo Ngọc Minh Truyền. Chúng ta sẽ cần một góc máy quay chậm để có thể nhìn kỹ hơn tình huống phối hợp dẫn tới bàn thắng này của U20 Việt Nam. Bàn thắng thứ 3 của Ngọc Minh Truyền ở trận đấu ngày hôm nay. Hat-trick dành cho tiền đạo áo số 10. Xuất phát từ pha chạm bóng của Như Quỳnh, đó là sai lầm của hàng phòng ngự bên phía U20 Singapore. Lỗi lớn nhất đó là của cầu thủ báo số 16 Sara Juriska. Hai bàn thắng đến liên tiếp chỉ trong ít phút. Bàn huấn luyện của U20 Singapore có lẽ cũng không biết làm gì nhiều hơn khi mà sự chênh lệch về đẳng cấp đã được thể hiện quá rõ ràng và đội bóng của họ đang phải nhận bàn thua thứ 7 chỉ sau bàn thua thứ 6 có hơn một phút. Tình huống xử lý an toàn của Minh Ánh. Hôm nay Minh Ánh là người hoạt động ít nhất trên sân khi mà thủ thành của U20 Việt Nam gần như không phải đối diện với những pha tấn công nguy hiểm của đối phương. Bóng gần như chỉ lăn ở nửa sân bên phần sân nhà của U20 Singapore mà thôi. Chúng ta vẫn phải tiếp tục ghi thêm những bàn thắng nữa. Nhật Lan. Tạ Thị Thủy. Thái Yến. Đường truyền cho Minh Chuyên. Pha nhả bóng lại của Minh Chuyên là có ý đồ. Thái Yến. Hồng Trâm. Đây là Đào Thị Hồng Trâm, cầu thủ áo số 18 của U20 Việt Nam. Như Quỳnh. Tạ Thị Thủy, cánh phải rất thoáng. Mai Hương. Mai Hương, Tạ Thị Thủy, Vũ Thị Hoa, Hải Yến, Nhật Lan, Lưu Hoàng Vân. Cơ ơi! Bàn thắng thứ 8 dành cho U20 Việt Nam. Sau rất nhiều những tình huống phối hợp đập nhà trước khung thành của U20 Singapore, chúng ta đã thành công. Tu đúp dành cho Hải Yến. Có vẻ như thủ môn của U20 Singapore trong nỗ lực của mình đã bị đau. Pha chạm bóng vừa đủ của Hải Yến để đánh bại thủ thành Nu Izairida. Bóng đi đập đất rất khó chịu. Trước đó là pha kiến tạo của Nhật Lan. Chỉ sau 20 phút của hiệp 2, chúng ta đã có được số bàn thắng bằng với những gì chúng ta có được trong hiệp 1. 8-0 cho U20 Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn kém hiệu số so với U20 Ấn Độ 2 bàn nữa. Và ở trận đấu gặp nhau trước đó giải U18 Đông Nam Á thì chúng ta giành chiến thắng trước U18 Singapore với tỷ số 9-0. Còn khoảng hơn 25 phút nữa, trận đấu vẫn còn rất dài.
thủ môn Nuizarida có vẻ như sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Và bên phía U20 Singapore, thủ thành dự bị của họ đó là Alisa, không phải Nurun Atika, chuẩn bị vào sân. Dấu hiệu thay người. Như vậy là Nuizarida sẽ rời sân. Cô đã gặp phải một chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Người vào sân để thay cho Nuizarida là thủ thành mặc áo số 1 Nurun Atika. Sự thay đổi người tiếp theo bên phía U20 Singapore. Như vậy là Tạ Thị Thủy đã rời sân để nhường chỗ cho Thùy Nhi. Vũ Thị Hòa, Nhật Lan, lên bóng của U20 Việt Nam, Nhật Lan, Vũ Thị Hòa, Như Quỳnh. Pha phối hợp giữa Nhật Lan, Lưu Hoàng Vân và Vũ Thị Hòa, vẫn là đội bóng áo trắng. Hồng Trâm. Hồng Trâm chuyền cho Bảo Trâm. Như Quỳnh, Nhật Lan, Nhật Lan, Mai Hương, khá tốt, Nhật Lan, khá hay, cơ hội cho U20 Việt Nam, dứt điểm, bàn thắng thứ 9 dành cho chúng ta. Một pha xử lý quá gọn ghẽ. Ngọc Minh Truyền, bàn thắng thứ 4 của tiền đạo mang số 10 trận này. Một ngày thi đấu thành công của Ngọc Minh Truyền. Bàn thắng thứ 4 cho tới lúc này khi mà trận đấu mới chỉ bước sang phút thứ 70. Thủ thành Nurun Atika vừa vào sân đã phải nhận bàn thua. Tình huống không chế bóng bằng ngực và dứt điểm rất gọn ghẽ của Ngọc Minh Truyền. Tiếp tục làm đường kiến tạo tuyệt vời của Nhật Lan. Một pha bóng đã thể hiện kỹ năng của cả hai cầu thủ của đội tuyển U20 Việt Nam. Người truyền rất hay và người dứt điểm cũng rất tốt. Hoàng Vân. Như Quỳnh. Như Quỳnh là trung vệ có chiều cao rất lý tưởng bên phía hàng phòng ngự của U20 Việt Nam. Tiếng còi đã cất lên.
Thùy Nhi mất bóng rồi. Tình huống xoa thoát xuống sở trường của Hoàng Vân, cầu thủ sở hữu khả năng dứt điểm đa dạng và tốc độ rất nhanh nhẹn. Chúng ta đã chờ đợi bàn thắng này. Đây là một hiệu số chúng ta đã cân bằng được với U20 Ấn Độ. Đó là một pha xử lý rất chậm chạp của hậu vệ bên phía U20 Singapore, và Hoàng Vân đã có mặt rất đúng lúc. Tình huống thoát xuống cực kỳ nhanh nhẹn của Hoàng Vân và một tình huống dứt điểm lạnh lùng của cầu thủ áo số 11. Tiếp tục làm pha tấn công của U20 Việt Nam nhưng đã có lỗi việt vị. Nếu có thêm bàn thắng thì chúng ta sẽ tạm vươn lên để tạm xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng, do nhỉnh hơn về hiệu số so với U20 Ấn Độ. Và đó là lợi thế trước khi chúng ta bước vào lượt trận cuối cùng. Sự ủng hộ của hơn 6.000 khán giả tại sân vận động Việt Trì đã tiếp thêm sức mạnh cho U20 Việt Nam. U20 Việt Nam. Thùy Nhi, Nhật Lan. Nhật Lan đã ngã. Phút thứ 89 của trận đấu. Tỷ số đang là 10-0. U20 Việt Nam. Chúng ta vẫn còn cơ hội và thời gian để tìm kiếm thêm bàn thắng. Pha ra vào khá mạo hiểm của thủ thành bên phía U20 Singapore. Như Quỳnh. Các khán giả tại sân vận động Việt Trì ngày hôm nay thêm một lần nữa đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ có được 3 điểm trận đấu ngày hôm nay, và quan trọng hơn là một hiệu số thuận lợi để cạnh tranh với đối thủ trực tiếp U20 Ấn Độ ở lượt trận cuối cùng. Cơ hội cho U20 Việt Nam. Những pha xử lý hết sức lóng ngóng của hàng phòng ngự bên phía U20 Singapore. Đánh đầu. Bàn thắng thứ 11 cho U20 Việt Nam. Bàn thắng thứ 5 của Ngọc Minh Truyền, và chúng ta chính thức vượt qua U20 Ấn Độ để dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau 2 lượt trận. Chắc chắn là như vậy. Niềm vui của Minh Truyền chia sẻ với khán giả có mặt tại sân vận động Việt Trì. Một tình huống chọn vị trí đánh đầu rất chính xác của Ngọc Minh Truyền. Còn 4 phút nữa cho những nỗ lực còn lại của U20 Việt Nam. Rất có thể chúng ta sẽ có bàn thắng thứ 12. Hiệu số bàn thắng bại của U20 Việt Nam đang là dương 14, xếp trên U20 Ấn Độ. Đó là lợi thế không nhỏ cho chúng ta trước lượt trận cuối cùng. Tất nhiên các cầu thủ vẫn phải thi đấu với một sự tập trung và cẩn trọng cao nhất. Thùy Nhi, Minh Chuyên,
Nhật Lan. Như Quỳnh. Mai Hương. Hải Yến. Hồng Trâm. Chúng ta không việc gì phải vội vàng. Chúng ta đang có hoàn toàn lợi thế ở trận đấu này và thậm chí là ở những phút cuối cùng nữa. Thùy Nhi. Nhật Lan. Minh Truyền. Mai Hương. Cầu thủ đang đan bóng để kéo giãn hàng phòng ngự của U20 Singapore. Hải Yến. Mai Hương. Thùy Nhi. Thanh Thảo. Mai Hương. U20 Việt Nam đang chuyền bóng qua lại ở phần sân nhà. Chúng ta không vội vàng tấn công. Chiến thắng đậm đang nằm chắc trong tay học trò huấn luyện viên Akira Iziri. Thanh Thảo. Minh Truyền. Phút bù giờ cuối cùng. Như Quỳnh. Hoàng Vân. Thùy Nhi. Bảo Trâm. Như Quỳnh. Hoàng Vân. Khi mà U20 Việt Nam chỉ đan bóng ở phần sân nhà thì U20 Singapore cũng không dám dâng cao đội hình. Và chúng ta chỉ chờ tiếng còi mãn cuộc của trọng tài. Và hết giờ. Một chiến thắng với tỷ số vừa đủ để giúp cho U20 Việt Nam vượt lên trên U20 Ấn Độ và tạm thời dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau hai lượt trận của bảng F vòng loại U20 châu Á 2024. Một chiến thắng 11-0 giúp cho U20 Việt Nam sẽ có lợi thế trước U20 Ấn Độ trước khi lượt trận cuối cùng diễn ra. Cảm ơn quý vị khán giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong trận đấu ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục ủng hộ các cô gái U20 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 11 tháng 3 tới đây. Vào lúc 18 giờ, trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Ấn Độ sẽ xác định được tấm vé.